Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tự cắn lưỡi, ông Tổng đánh bầy chuột cống, vỡ nát bình kinh tế Việt Nam. Vào năm 2014, khi mà ông Nguyễn Phú Trọng cần lấy được chức thế mạnh trước Nguyễn Tấn Dũng, ông Trọng đã bắt đầu cho những trận diệt chuột. Chiến dịch này sau đấy được ông ví von là chiến dịch đốt lò. Ông Trọng đã từng nói rằng phải bình tĩnh, tỉnh táo, rất khôn ngoan, có con mắt chiến lược. Bác Hồ dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh con chuột đừng để vỡ bình. Làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa, tức là phải giữ cho được cái ổn định. Ý của ông Trọng không biết là cái ổn định nào, ổn định kinh tế hay ổn định chính trị trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam của ông. Phải nói rằng ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản nói đánh chuột thì ông đánh thực sự. Chiến dịch đến nay đã gần 10 năm và rất nhiều chuột cống đã bị bắt tạm giam và vào tù. Có người thì bị đánh trò ngã ngựa. Lời ông Nguyễn Phú Trọng, đánh chuột không để vỡ bình. Ngay cả chính ông Nguyễn Phú Trọng cũng không lường trước được hậu quả mà ông đã gây ra trong cả nước. Ông không hiểu được nguyên nhân vì sao mà đảng viên Đảng Cộng sản ngày nay ngày một thoái hóa đến nước như vậy. Nếu ai chỉ ra nguyên nhân chính là cách thể chế chính trị độc tài đảng trị do ông Hồ Chí Minh lập ra để cho những người như ông đang hưởng, chính nó sinh ra những lớp người tham ô như thế, thì có khi ông lại nói rằng họ phản động. Đạo đức cách mạng rồi đạo đức Hồ Chí Minh được truyền đạt trong mấy chục năm qua, nhưng đạo đức này cũng chỉ làm cho các quan chức thời nay xuống cấp hết sức nghiêm trọng. Thì làm sao chính quyền này trong sạch cho được? Chủ nghĩa Mác Lênin nói rằng vật chất quyết định ý thức kia mà. Cho nên đứng trước cơ hội dùng quyền để hái ra tiền chưa bao giờ dễ dàng như thời nay, thì làm sao họ không thỏ tay ra mà hái? Cho đến nay, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn còn ngây ngô cho rằng cá nhân sai nhưng đảng không sai, hoặc do con người sai chứ chủ nghĩa Mác Lênin không sai. Kiểu suy nghĩ bị đóng khung như thế nó dẫn đến kết quả là ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam có mắt cũng như mù. Đến tuổi gần đất xa trời như hiện nay, ông vẫn không nhận ra nguyên nhân sâu xa là gì cả. Nguyên nhân là cái gốc, kết quả là ngọn. Nếu cứ lò cắt ngọn thì vĩnh viễn không bao giờ dập được tham nhũng cả. Cái bình kinh tế của Việt Nam đang bị rạn nứt và vỡ toác. Chủ nghĩa Mác Lênin tạo ra thể chế chính trị này và chính thể chế chính trị này sinh ra quan tham. Bởi bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam là tham. Khi thời chiến họ tham quyền lực nên bất chấp sinh mạng người dân, họ gây nội chiến đẫm máu để thâu tóm đất nước. Khi đã thâu tóm hết Giang Sơn, tiếng súng chiến tranh đã hết thì họ lại tham tiền, tham tài sản. Họ đánh tư sản mại bản là để cướp lấy tài sản của nạn nhân. Họ đẩy dân đi kinh tế mới là để cướp nhà, cướp của nạn nhân. Khi nền kinh tế khá lên, họ tham tiền bất chấp đạo đức mà vơ vét được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Ban đầu quan chức ăn một vài tỷ là lớn. Tuy nhiên cho đến nay quan chức ăn trăm tỷ, phá hàng ngàn tỷ lại tràn lan. Đến nỗi họ phân thành tham nhũng vặt và tham nhũng thường. Khi chủ thuyết Cộng sản là nguyên nhân để ra rừng quan tham, thì việc ông Nguyễn Phú Trọng có nỗ lực cắt lá cây đến đâu cũng không bao giờ triệt nổi cái rừng này. Bằng chứng là lò không trọng dù đốt bao nhiêu cũng không xuể. Càng đốt tham nhũng càng trào lên nhiều hơn trước. Hậu quả của việc diệt chuột của ông Trọng không hề làm sạch Đảng Cộng sản, nhưng nó lại đưa đến hậu quả là kinh tế khốn cùng. Bởi một khi quan chức Cộng sản thấy sợ thì họ sẽ cấm mặc dù họ có làm đúng đi chăng nữa. Chẳng ai muốn làm việc hay ký kết hợp đồng hợp tác. Và như vậy thì các doanh nghiệp cũng không hoạt động. Chiến dịch chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng như hớt lá ngọn cây. Vậy câu nói đánh chuột không để vỡ bình của Nguyễn Phú Trọng xem như không hiệu quả. Cái bình kinh tế Việt Nam vẫn đang rạn nứt và việc vỡ là chuyện khó tránh khỏi. Vẫn trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin, vẫn giữ nguyên thể chế chính trị này thì dù cho là có ai làm tổng bí thư thì kết quả vẫn không có gì khác cả. Chuột vẫn tràn lan và bình kinh tế thì vẫn vỡ mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa với bản tin Tự cắn lưỡi, ông Tổng đánh bầy chuột cống, vỡ nát bình kinh tế Việt Nam. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thủ tướng Chính, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, ba chăm sóc một nhưng bất lực. Hiện nay nền kinh tế của Việt Nam đang rơi vào thần kỳ khốn đốn. Quý 1 năm 2023 đã qua với tốc độ tăng trưởng thấp chưa từng có. Nguyên nhân của sự khó khăn này có nhiều, trong đó chính sách tài khoá của chính phủ
và chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước là hai nguyên nhân lớn. Mặc dù vậy, trong chính phủ đã có đến 18 bộ, mà trong đó bộ nào cũng yếu kém trong khả năng quản lý của mình, cũng là những nguyên nhân góp phần vào sự khó khăn chung của nền kinh tế cả nước. Chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ kém hiệu quả thì cần một độ trễ nhất định mới ảnh hưởng đến nền kinh tế. Tuy nhiên, có một yếu tố mà nếu để xảy ra khủng hoảng, thiếu nó sẽ quật ngã nền kinh tế ngay và luôn mà không cần một độ trễ nào cả. Đó chính là vấn đề an ninh năng lượng. Vấn đề xăng dầu đã được ông Lê Văn Thành báo cáo Quốc hội cách đây một năm. An ninh năng lượng có điện, than và xăng dầu, trong đó phần xăng dầu là cực kỳ quan trọng. Kể từ đầu năm 2022, vấn đề an ninh năng lượng đã được đặt ra khi mà nhà máy lọc dầu có công suất lớn nhất Việt Nam là nhà máy lọc dầu Nghi Sơn gặp vấn đề phải giảm công suất. Điều đó đã được cảnh báo, tuy nhiên đến tháng 10 năm 2022 thì hiện tượng thiếu xăng dầu đã diễn ra khắp miền Nam. Hiện tượng này ảnh hưởng đến đời sống, dân sinh và doanh nghiệp rất nghiêm trọng. Thay vì để thời gian đi làm, cả xã hội phải trực chờ ở các trạm xăng để được đổ được xăng dầu. Doanh nghiệp vận tải không chủ động được nguồn xăng dầu, phải hạn chế vận tải và thậm chí phải cho xe nghỉ. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và thương mại trong cả nước. Xăng dầu được ví như mạch máu trong nền kinh tế. Nếu thiếu máu thì nền kinh tế sẽ eo ụt ngay lập tức. Điều đang nói là vấn đề an ninh năng lượng bị đe dọa đã lặp lại trong những ngày trước và sau Tết Nguyên đán vừa qua. Đây là thực trạng đáng báo động về sự yếu kém trong quản lý nguồn năng lượng hóa thạch của Bộ Công Thương. Vấn đề thiếu hụt xăng dầu đang lởn vởn muốn trở lại. Vào ngày 10 tháng 4, báo Tiền Phong có đăng bài viết doanh nghiệp xăng dầu lại bị cắt kết chiết khấu, đề nghị đối thoại với Bộ Công Thương. Bài viết này cho biết các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu hơn một tuần trở lại đây, tình trạng chiết khấu thấp, chiết khấu không đồng đang trở lại, khiến doanh nghiệp rơi vào cảnh khó chồng khó. Như vậy là bóng ma thiếu xăng dầu lại lởn vởn, có khả năng nó sẽ quay trở lại đánh vào nền kinh tế Việt Nam vốn đang eo uột bằng một cú đấm chí mạng. Câu hỏi đặt ra là quản lý mà cứ để một vấn đề lặp đi lặp lại như vậy thì trách nhiệm sẽ thuộc về ai đây? Người chịu trách nhiệm trước tiên là ông Bộ trưởng Bộ Công Thương, người thứ nhì là ông Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng quản lý trực tiếp Bộ Công Thương, và người thứ ba là ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Về đề xuất vấn đề xăng dầu thuộc thẩm quyền quản lý của ông. Hiện nay ông Lê Văn Thành đã đi chữa bệnh và công việc này được ông Phạm Minh Chính phân công cho ông Lê Minh Khái đảm nhận. Với một vấn đề là an ninh xăng dầu cho xã hội mà ba ông lãnh đạo ở chính phủ lo không xong. Để vấn đề thiếu hụt xăng dầu cứ lặp đi lặp lại, chứng tỏ rằng cả ba ông này đều bất lực trước một vấn đề mang tính sống còn của nền kinh tế Việt Nam. Ông Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã thể hiện là một người kém năng lực. Với khả năng điều hành chính phủ như thế, không biết ông Nguyễn Phú Trọng có áp lực gì với ông Thủ tướng họ Phạm này hay không. Làm nhà quản lý vĩ mô, là người đứng đầu chính phủ, điều hành cả một nền kinh tế, mà chọn ông làm Bộ trưởng Bộ Công Thương như Nguyễn Hồng Diên là một thất bại rất lớn. Chọn bộ trưởng không có khả năng quản lý thì vấn đề sẽ được đẩy lên cấp trên. Và khi vấn đề được đẩy lên Phó Thủ tướng rồi lại đẩy tiếp lên Thủ tướng mà các ông vẫn loay hoay như gà mắc tóc, thì xem ra chính phủ này quá yếu kém mất rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa với bản tin Thủ tướng, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, ba chăm sóc một nhưng bất lực. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.